Trước mắt các bạn và anh em, Hành Nguyên đang giới thiệu về cặp súp đến từ Mỹ, thương hiệu là Comanity, có model là CSX60B, một dòng súp kép cỏ kép, tức là một thùng chứa 4 mã 40, công suất đạt được từ 600W cho đến là 1500W, được sản xuất tại Mỹ và ra Mỹ. Thì với dòng súp này các bác có thể là nghe được nhạc trong gia đình, đánh ngoài trời ok nhé. Cái súp rất mềm và rất là lực, bát đẹp xuất sắc luôn, màng còn xanh nét, gân lụa tẩm dầu 46 từ đen, sản xuất tại Mỹ bằng. Đây có cặp bát đẹp không, đẹp như tranh vẽ không nhá. Mà dòng súp này có đặc biệt đấy, nó có cấu tạo đặc biệt, đó là có phân tần, do vậy cắt hết cái giải ù đi và chưa là một giải bát tròn dĩnh. Bây giờ phần test bát thôi nhá, và tháo thất để bác cùng nghiên cứu. 10 triệu một quả nhá, 20 triệu một đôi. Trước mắt các bác và anh em, anh Nguyên đang test một cặp thật sống đến từ Mỹ, thương hiệu là Comanity, có model là CSX60B, một dòng súp thí 4 mắt 40 trên một thùng, công suất đạt được từ 600W đến 1500W. Các bác lẻ cắm lên phone xịn của Samsung hoặc iPhone, nghe tiếng bát thả cực sâu mềm và uy lực. Đánh êm tai nhá, với bằng nghĩa nó quất phần nào ra vào đấy, nó đá phần nào ra vào đây nhá, cực kỳ chắc. Bằng nghĩa tiếng bát lệnh xưa không. Chắc lệch luôn nhá. Những tiếng súp sâu và êm tai, bác nghe trên điện thoại chỉ có phọc 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 thôi nhá, rất là khó thể hiện. Điện thoại quay chỉ phọc phọc thôi, bởi vì điện thoại rất khó quay ở những giải thấp, giải êm, giải sâu. Giải trung âm thì dễ thu, nhưng mà giải sâu thì khó luôn. Bác nghe quay súp ấy, thì em nói là rẻ tiếng và phải phè thôi. Đâu nhỉ, quay dùng chắc lệnh của nhà bạn lắm. Đây em là ghép của súp, đang đánh con súp là cũng đẩy Motivity MTV 850 đánh căng đét, mấy anh này thì mới 12 tháng rồi. Bây giờ em đã tháo nội thất ra để bác xem nhé. Trước mắt các bác và anh em, Hành Nguyên đang tháo nội thất có một cặp súp đến từ thương hiệu Comanity, có model là CSX60B, một dòng súp kép cỏ kép, tức là khi nó về súp ấy thì có súp đơn, súp kép và súp kép cỏ kép. Súp đơn là một thùng chứa một quả, súp kép là một thùng chứa hai quả, súp kép cỏ kép một thùng chứa 4 quả các nhá. Thì dòng súp này phù hợp cho tất cả những bác chơi trong gia đình hoặc ngoài trời hoặc là phòng hát, luôn luôn cho một tiếng bát đánh uy lực, đánh mạnh, đánh sâu và đánh êm. Nhưng đặc biệt dòng súp này không tiêu tốn công suất nhiều đấy, do đó có thể ghép vào những bộ dàn để nghe nhạc vàng hoặc di mix là hết sức xuất sắc. Thì súp có nhiệm vụ là bổ sung tiếng trầm, tiếng bát sâu để giúp cho người nghe nhạc hay hơn và hát hay hơn, tức là đúng phách và đúng nhịp. Thì ngày nay em về một đôi đẹp xuất sắc nhé, tình trạng xuất sắc. Thì đây là dòng súp đến từ thương hiệu Comanity, được sản xuất tại Mỹ và do Mỹ các bác nhé. Bây giờ em sẽ cùng bác đi xung quanh một vòng đấy, một đôi duy nhất bác nhé, không có hai đấy. Thì cái thùng của dòng súp này ấy, nó thiết kế cực kỳ bắt mắt và đẹp, thùng gỗ bọc lỉ, rộng của nó bác nhé là 86, sâu là 45, cao là 87. Đấy, bác có thể để làm ngang được, để thẳng đứng được. Kích thước là rộng là 86, sâu 45 và cao 87. Đó. Bên ngoài sở hữu một cái e-căng cực kỳ quyền lực, hình mắt cáo, có thể nói rất là cổ điển lắm nhé, và sang trọng. Đó. Đây là phía sau của nó.
sau quả súp. Thông tin của nó mới nhất là Commodity CSX60B, sản xuất tại Made in USA, 4 ohm, công suất hoạt động từ 600W cho đến 1500W, tức là nhỏ nhất và lớn nhất. Đấy. CSX60. Anh em được quan sát đến thông tin đó nhá. Cực kỳ đẹp đúng không ạ? Bên ngoài đây, mặt trước đây, mặt sau kia. Loa tình trạng đẹp xuất sắc nguyên bản. Và với cái đời súp của Commodity thì bao giờ nhá, nó cũng thiết kế một cái phân tần ở bên trong để nó cắt toàn bộ những cái giải cao, giải thừa và những cái tiếng súp bị ù. Đấy anh em xem này, thùng ma trận cực đẹp đúng không? Đây bốn mắt lắp bốn cái vào đây, lỗ thông khí ở giữa này, ở giữa đấy, bông gươm thủy tinh. À anh em lại quan sát đây, phân tần đấy, một cuộn cảm như rùi cui và trong cái này cũng nhá, như em nhìn thấy là có 8 ống bun. Và đây là có một cái dơ le bảo vệ nhé. Đây dơ le đấy, bảo vệ bát. Không ai quá tải dơ le ngắt. Nó là cái dơ le nhiệt đấy. Đây anh em xem này, đây, màu đen đen đấy, dơ le nhiệt nhé. Và có một cái tụ rất to này, tụ đây. Đó, một cái tụ nhá, tụ ấy để cắt toàn bộ giải cao. Đây là cái đặc trưng của súp Mỹ Commodity. Em về được một đôi, anh em xem này. Đây quả này cũng thế, rất đẹp. Bên này quay sau này hơi tối. Đấy, rất đẹp, xuất sắc quá nhá. CSX60B. Và hỗ trợ bác là rất nhiều cổng vào này, 1, 2 này, 3, 4, 5 5 cổng vào. Đây là em nghĩ là cho bánh từng chế độ khác nhau, ví dụ 2 bát hay 4 bát ấy, kiểu kiểu như vậy đúng không? Em nhìn đẹp chưa? Quá đẹp đúng không? Đây mất tem này, CSX60B. Đấy, súp kép vỏ kép, bát 40. Bây giờ em sẽ quay bác cả dàn bát nhé. Thì với cái dàn này các bác có thể làm full được nhé. Cái bát này làm full được bác, làm nó full được hay lắm. Đây anh em có thể xem một lượt em quay chi tiết về dàn bát, nó đẹp như tranh vẽ. Đây, anh em có thể xem này. Đấy, màng nó còn xanh mướt, gần đen quýt, 4 sóng, 8 quả, 2 rồi đúng không? 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8. Đấy, bao nhiêu? Quay mỏi tay luôn. 8 cái đúng chưa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bát 40. Thế thì cái dòng này từ không to nhá, từ không to. Do vậy nó không tiêu tốn công suất. Thứ hai là đánh tiếng rất hay, bởi vì phải từ vừa đánh mới hay. Bác nghe nhạc nó mới phê. Cái dòng này nó rất phù hợp với những dòng nhạc kiểu như là nước ngoài, dòng của Tây đấy. Thì từ em sẽ lật hết cho bác nhá. Quả 2 này. Đây quả 2 này. Từ đen. Từ này từ Mỹ thì bằng bác nhá. 3 này. 4. 5. 6. 7. 8. Đấy anh em xem này. Rất đẹp đúng không? Từ đen quýt, bóng liễng, xương sắt. Tình trạng loa thì các bác không phải nghĩ đâu. Khô đét này, đấy, một quả này, hai quả này, đẹp chưa ạ? Ba quả này, chung là quả lão như quả lão nhá. Xin quả, bốn quả này, năm quả này, em quay này kỹ lắm rồi bác nhá. Chốt em gửi thôi. Sáu này, bảy này, tám. Đấy em về một đôi với nhá, một đôi. Các bác có nhu cầu một quả hay bán một quả nhá, thì em bán là 10 triệu một quả nhá, 10 triệu một quả bao ship. Một đôi là 20 triệu, bác mua một cũng được, hai cũng được. 10 triệu còn là bao ship, tặng một cặp dây loa cho bác, một chiếc dây loa. Đấy, toàn bộ là một đôi súp gồm 8 quả bát. Em đã quay cực kỳ kỹ mặt trước, mặt sau, ngang loa, phía trên bên dưới. Và cái dòng súp của Commodity thì nó đặc biệt, nó có phần tần với nhá, bao giờ cũng có phần tần. Vậy tiếng bát rất là sâu, rất là mềm lũn và không bị ù. Mọi thông tin mua sắm các bác liên hệ với em số điện thoại 0936 583 140. Súp này là súp Commodity, model là CSX60B, công suất hoạt động từ 600W, lớn nhất là 1500W. Đấy, giá này em bán là 10 triệu đồng một quả, được sản xuất tại Mỹ và do người Mỹ. Loa tình trạng đẹp xuất sắc nguyên bản nhé.
Anh Nguyễn chào, cảm ơn các bác đã theo dõi video này.